và các bạn, hôm nay mình Quân mình qua đi siêu thị Lotte. Minh Quân đang lựa sữa các bạn. Khuyến mãi luôn, tặng chiếc xe luôn nè các bạn. Wow, nãy giờ Minh Quân mua được cái gì rồi? Các bạn xem Minh Quân mua được cái gì nè. Toàn là sữa không hả? Rồi lại mua sữa được tặng hai cái bình uống nước nữa hả? Sữa được tặng hai bình uống nước các bạn. Mẹ đang lựa sữa phô mai cho Minh Quân Minh Khoa. Thích chiếc xe này quá nè. Chiếc xe này mua gì cho Minh Quân nè. Để coi, còn giá bao nhiêu. Thích chiếc xe này quá các bạn, thích chiếc xe này mua để cho Minh Khoa Minh Quân nè. Tặng ngay hỗ trợ chơi mạnh mẽ trong mỗi lốc. Khi mua 3 lốc. 3 lốc gì đâu. Cơ hội trúng 300 chiếc xe đạp mạnh mẽ khi mua đủ 3 hình. Khi ghép đủ 3 hình. Đó, các bạn thấy chưa? Đứng đó là đã thấy rồi, đừng có xét vô nữa. Các bạn thấy chưa? À. Anh giải được cái này đó. Nhanh nhất mà sớm nhất rồi sẽ cái xe này. Xong rồi gửi đi đâu? Anh gửi vô phòng cái mua á. Dịch vụ cái này á. Bây giờ vậy đâu có. Thôi các bạn dùng chưa? Đang ở siêu thị Big C. Siêu thị Lotte giờ đang ăn trưa. Khoa ăn gì vậy? Đang ăn con chim. Ăn gì? Dạ ăn con chim. Thì đó mấy bạn nghe ngon không? Con chim đây ngon không? Đĩa không em? Đĩa không? Đĩa không? Mấy ngàn không? Mấy ngàn? 15 ngàn không? 15 ngàn một hộp các bạn. Mình chưa cũng đĩa mà đúng không? Cái chai nước cho vô em, cái chai nước cho vô. Ui. Chai nước mắm hả? Anh để ngoài anh Trang. Lấy cái bị đây ra khía ra, cắm lấy cho anh Trang. Mời các bạn ăn chưa? Mình không đi nhân trong em.
đây ăn cơm ớt mắm nè, mắm làm sẵn hả? Mắm làm sẵn hả? Ủa thì em ăn hết cơm đi, em không ăn được thì không có mua cái gì đó. Cây đang canh vô, cây canh vô, cây đang canh vô, cây hết luôn em. Cái gì cũng được. Ngon các bạn. Lấy nữa giải được cái câu đố này nè, đó chiếc xe đạp tặng cho Minh Quân nè, đã giải xong rồi nè. Cái nắp cơm mà sao không? Cái đường. Đâu? Đâu?